mọi người đã đến với livestream của em Nhi ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, em thấy chị Hà rồi này. Em chào chị Hương nhá, con chào chú Minh, chú vẫn khỏe chứ đúng không ạ? Em chào chị Dương, rồi em chào anh Phan Huỳnh này, chào chị Ngọc Hiền, rồi con chào cô Luyến nhá. Tất cả các cô chú anh chị nào mà đã và đang mắc về vấn đề hôi nách này, hôi chân, mồ hôi ở các vùng da túi lưa tùm lum thì đừng bỏ qua cái livestream này của em ngày hôm nay nhá. Đây sẽ là một cái giải pháp cứu cánh cho mọi cô chú anh chị để không những là đẩy bay căn bệnh mà còn phòng tái phát, ngừa biến chứng và dự phòng bệnh một cách tuyệt vời nữa đấy ạ. Và cam kết công nhận đảm bảo với mọi người là chỉ cần dùng 1 tháng thôi, chắc chắn là sẽ có hiệu quả rõ rệt 100% ngay và luôn. Đấy, hôi nách, hôi chân, mồ hôi da không kiểm soát, gây mùi, gây ngứa, thâm đen vùng nách mới mắc hay là mắc lâu năm, 5, 10 năm hay là thậm chí là 20 năm trời. Hôi do thời tiết này, do thay đổi nội tiết tố này, do mất cân bằng không kiểm soát, do căng thẳng stress, hôi này hôi nọ, hôi lọ hôi chai. Đấy, đang khổ sở vì thiếu tự tin, khó chịu, mệt mỏi, hôi nặng mùi vô tội vạ như thế nào thì cứ vào hết đây với em mọi người nhá. Em lo tất, em xử lý được hết trong vòng một nốt nhạc thôi. Đấy, chỉ bằng một cái em thần thánh là gì đây mọi người ơi? Đó chính là No Steam Serum. Đấy mọi người nhá, hàng độc quyền của thương hiệu mang tên Hoàng Gia, chính hãng 100%, đảm bảo là không qua trung gian, mức giá thì siêu ưu đãi nhất thị trường, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi em thấy là chị Linh Trịnh này, chị dùng được 3 tuần rồi em ơi, thoải mái lắm, giờ thấy tự tin hẳn. Dạ vâng ạ, chúc mừng chị Linh nha, mới 3 tuần thôi mà đã như vậy rồi, thế thì rất là nhanh luôn đấy chị ạ. Chứ bình thường nhá là phải dùng cho em là 2-3 tháng. Rồi em thấy chị Thái Uyên này, dùng lúc đầu hơi khô, tưởng làm sao hóa ra là nách, hết mồ hôi, không tin được luôn. Dạ vâng, đúng rồi đấy chị Uyên ơi, giảm và kiểm soát tuyến mồ hôi ở vùng cánh tay mà rất là hiệu quả rõ rệt luôn đấy chị Uyên nhá. Em chúc mừng chị Uyên luôn. Rồi mọi người thấy chưa, quá nhiều feedback của nhà em luôn nhá mọi người nhá. Em cảm ơn chị Linh này, cảm ơn chị Uyên rất là nhiều luôn. Đấy nhá mọi người, như là em Linh vừa mới comment mọi người có thấy không ạ, là dùng có 3 tuần thôi mà đã tự tin lên hẳn rồi, chỉ là dùng đủ liệu trình cho em. Thế nên nhá mọi người, hãy nhanh tay cho em để lại comment số điện thoại cộng với cả địa chỉ nhé mọi người nhé, số điện thoại cộng địa chỉ ngay bên dưới phần comment, chứ không là hàng em gọi là hết trong một nốt nhạc luôn, tắt ra một cái là không còn hàng để mà bán đâu mọi người ơi, hết luôn cái giá ưu đãi đấy mọi người. Để lại comment cho em số điện thoại cộng số lượng, số điện thoại cộng số lượng để có đơn hàng thành công. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà chúng ta mình không dùng thì người khác dùng, nách đẹp, nách xinh, nách hết hôi này, hết ngứa, hết thâm đen mà vừa tự tin thoải mái, mặc đồ gì cũng đẹp thì mình nhìn có phải là vừa tiếc vừa thiệt đúng không mọi người? Vậy nên là mọi người ơi, cứ yên tâm sử dụng cho em, nếu không hiệu quả quay lại đây, em hoàn tiền cho mọi người 100%, nếu một tháng không có kết quả cho mọi người luôn nhá mọi người nhá. Rồi em đang thấy là có khách hàng Hưng Phạm đây để lại comment này, bôi cái này có bị ố vàng áo không bạn? Mình làm văn phòng hay mặc sơ mi trắng lắm. Dạ vâng ạ, thoải mái luôn anh Hưng Phạm ơi. Những sản phẩm khác thì em không dám chắc, nhưng mà riêng với cái sản phẩm No Steam Serum này của bên em nha, nhà em là cam kết không gây ố vàng, được chưa mọi người? Không gây ố vàng, không phai màu da áo trắng mọi người nhá. Nên là anh chị nào mình là dân công sở văn phòng thì các anh chị em học sinh đúng không ạ, thường xuyên mặc đồ trắng sáng màu, mình cứ yên tâm sử dụng cho em cái sản phẩm này. Rồi em thấy khách hàng Huỳnh Thắng này, dùng bao nhiêu loại rồi mà có hiệu quả đâu? Dạ vâng anh ơi, cái gì thì cũng cần phải có thời gian, vì cơ thể của mình mà đúng không, da của mình cũng cần phải có cái thời gian để nó phục hồi và thích nghi nữa. Đấy là em còn chưa nói đến nhá, là có một số người còn mắc cái gọi là đặc điểm da nhạy cảm mọi người ạ. Và bình thường thì ít nhất là phải từ 1 tháng thì cái quá trình thích nghi và phục hồi mới thay đổi được anh chị nhá. Đó, thật ra thì em thấy rằng là chủ yếu là mọi người thường đang bị mất cái niềm tin vào một loạt các cái quảng cáo trá hình, các cái sản phẩm kêu gọi linh tinh. Em rất là hiểu và vô cùng là thông cảm với các anh chị nào đã gặp phải cái điều đó. Đó cũng là những cái đơn vị lừa đảo không uy tín, họ kiếm tiền trên nỗi đau và mồ hôi nước mắt của người tiêu dùng đúng không? Em cũng vô cùng là ghét và hận các đơn vị đấy luôn. Họ thật sự là gọi là độc ác và bất lương luôn đấy mọi người ơi, đúng không ạ? Nhưng với em đây nhá mọi người nhá, với uy tín của bản thân em, người đã sử dụng cái sản phẩm này có hiệu quả, uy tín của thương hiệu Hoàng Gia, thì em cam đoan và cam kết với tất cả các quý cô chú anh chị luôn phải sử dụng sau đầy đủ và ăn uống luyện tập này theo dõi cẩn thận thì mới hiệu quả được. Vì với cái thời gian đó thì sản phẩm mới hỗ trợ giúp cái mồ hôi dưới cánh tay được kiểm soát, giúp cho các cái lỗ chân lông được phục hồi, giảm ngứa nhá và rát nha mọi người ơi, được chưa mọi người? Rồi nhá anh Thắng ơi, mình cứ nhắn cho em nha anh nhá, có gì thì em sẽ hỗ trợ thêm cho mình nhá. Anh cứ dùng thử thoải mái cái sản phẩm bên em đi, kiên trì
chị sử dụng cho em hết cái liệu trình để được cái sự tự tin, thoải mái và không còn phải lo ngại về các vấn đề mùi hôi không thể kiểm soát này anh nha. Dạ vâng ạ, cả nhà mình ơi, những ai mà chúng ta bị hôi nách này thì mọi người cứ sử dụng cho em cái sản phẩm này. Đó, ai mà đang bị hôi nách này, không chỉ là một sớm một chiều đâu, như bao khách hàng nhà em rồi, hôi mấy năm rồi mà dùng phải mất đôi tháng thì mới đạt hiệu quả được mọi người ơi. Không phải là một ngày sớm ngày hai là đã có hiệu quả được đâu. Thời gian trước ạ, mà em sử dụng cái sản phẩm này á mọi người, nó thoải mái này, nó nhẹ nhàng, khô thoáng lắm nhá mọi người nhá. Sau 2 tuần là thấy là thoáng rồi, bắt đầu là giảm được cái mồ hôi dưới vùng cánh tay rồi mọi người nhá. Sau 2 tuần cho em, sau khi mà hết 1 tháng là bắt đầu là các cái lỗ chân lông sẽ se lại, bắt đầu là thấy vùng nách này sáng lên một cách rõ rệt luôn, không còn gọi là thâm đen nữa nhá mọi người nhá. Con nhà mình học cấp 3 có dùng được không em ơi? Dạ vâng ạ, vô tư luôn chị nhà ơi. Như em chia sẻ trước đó rồi nhá, thành phần của sản phẩm Naughty Serum đều vô cùng lành tính và tốt cho cơ thể của mình. Mùi hương của sản phẩm này rất là dễ chịu và cực kỳ tiện lợi, rất là dễ dùng. Trẻ em này, người già đều có thể là sử dụng được luôn chị yêu nhá. Mấy bé đó học cấp 3 là đang trong cái giai đoạn là dậy thì, đúng không mọi người? Thì chị khỏi lo cho em, cứ dùng cho em đúng cái chỉ định nhá mọi người nhá. Đúng cái liệu trình này cho em là bé nhà mình sẽ thoải mái, tự tin luôn chị yêu ạ. Cho anh một liệu trình, dạ vâng ạ, em thấy comment trước đây của anh Thành rồi nha. Ok, anh Vinh có đơn hàng, chị Trang có đơn hàng này. Đi đâu liên tục thế này, bảo ra là các chị cứ nói là thấy nhiều người dùng rồi, quảng cáo giới thiệu bạn bè, người thân dùng liên tục luôn. Đây, mọi người, em xin phép là bóc luôn cái sản phẩm này cho mọi người xem trực tiếp luôn trên livestream ngày hôm nay của em nhá. Đây mọi người, trong một hộp cho em như thế này sẽ có một cái lọ serum ở bên trong. Đây mọi người ơi, cái mùi của cái sản phẩm này nhá, em thật sự luôn, cái hương thơm, rất là dễ chịu. Kiểu mùi nó kiểu thanh thanh ấy mọi người. Mùi nó thơm dễ chịu lắm mọi người nhá. Nó không phải bị nặng một chút nào cả luôn. Đây nha mọi người, em có cho mọi người xem luôn trực tiếp trên sóng livestream. Em sẽ dùng thử luôn, em test trực tiếp ra tay cho mọi người xem được không ạ? Đây nha, ví dụ như đây sẽ là phần da nách của mọi người này, đúng không ạ? Thì mọi người ơi, mình chỉ cần nhỏ cho em có 2-3 giọt serum này lên, sau đó thì mọi người xoa đều cho em trên cái phần da của mình thôi. Đấy, mọi người có thể thấy là nó sẽ ngấm vào da rất là nhanh. Cái mùi cho em nhá thì rất là dễ chịu. Em dùng một thời gian mà gọi là nghiện luôn cái cảm giác này luôn mọi người. Kiểu nó mát mát và thẩm thấu rất là nhanh, nó thoải mái, nó khô thoáng, thích cực kỳ. Không hề có một cái tình trạng bết zip như là các cái dòng sản phẩm khác trên thị trường đâu mọi người nhá. Nó giúp là kiểm soát mồ hôi cơ thể dưới vùng cánh tay này của mình nhá mọi người, giúp cho chúng ta là luôn khô thoáng ngay cả khi mà đang vận động. Đấy, em dùng là em biết nha mọi người. Còn cái tình trạng là ướt nhẹp hay là loang lổ mất thẩm mỹ ra áo ở dưới vùng cánh tay này nha mọi người, thì mọi người yên tâm cho em, không bao giờ gặp phải tình trạng đấy luôn. Mọi người dùng cho em 2 lần cho em mọi người nhá. Vệ sinh vùng nách thật là sạch, 2 lần một ngày cho em. Vệ sinh phần nách thật là sạch này cho em, sau đó mới dùng. Một cái lượng vừa đủ thôi, dùng nhiều quá bôi da thoa đều hai bên lại không tốt đâu mọi người. Thì mọi người dùng cái lượng vừa đủ cho em thôi. Rồi em thấy là chị Jenny Phan này, sản phẩm này có an toàn không thế em ơi? Dạ vâng ạ, uy tín đảm bảo 100% là an toàn, lành tính luôn nhá chị Jenny ơi. Đây, em xin phép là sâu luôn cho mọi người xem các cái giấy tờ kiểm định và thẻ bảo hành nhá mọi người. Đây em có đầy đủ luôn, sâu trực tiếp trên sóng livestream ngày hôm nay luôn, để cho mọi người yên tâm về các sản phẩm này của bên em, được chưa? Rồi tiếp tục em đọc comment của mọi người này, có các thẻ bảo hành luôn. Anh Mạnh Lương, thà dùng mấy loại xịt cho nhanh. Dạ vâng ạ anh ơi, quan điểm của anh Mạnh Lương này em cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng mà cái gì đến nhanh nó cũng sẽ đi nhanh thôi mọi người ơi. Còn có nhiều tác dụng phụ nữa, xịt hay là lăn khử mùi, mọi người nghe kỹ cho em nhé. Lăn khử mùi nó chỉ giúp mình là loại bỏ mùi ngay lập tức lúc đấy thôi, sau 5-6 tiếng là mùi nó lại có. Đó, đó là cái phương pháp tạm thời thôi mọi người nhé. Một ngày xịt đến 3-4 lần, ai nặng mắc phải đến 5-6 lần đúng không mọi người? Có thể thấy là cái công mình bỏ ra rất là cồng kềnh, mất thời gian và không được tối ưu nha mọi người nha. Còn dùng với sản phẩm No Steam Serum này của bên em, nó không phải là chỉ là ngày 1, ngày 2, dùng cho em một liệu trình 2 lọ là 329.000 đồng thôi, là kiểm soát được tuyến mồ hôi, loại bỏ thâm đen, khô thoáng một cách tuyệt vời, không lo bị mùi hôi lại nữa mọi người nhá. Mọi người cứ cẩn thận tìm hiểu kỹ trước khi mà sử dụng cái sản phẩm này cho em nhé mọi người ơi. Em dùng, cả nhà em đều dùng, em đã chốt đơn nhiều trong đơn hàng livestream của mình rồi chị ơi. Dạ vâng ạ mọi người ơi, cả nhà mình thấy không, quá nhiều feedback của em luôn, nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này. Anh chị nào muốn là hồi sinh vùng nách này, sở hữu một cái vùng nách cánh tay thơm tho, khô thoáng, hết thâm đen, thì để lại thông tin bên dưới cho em là số điện thoại cộng số lượng nha mọi người nha. Ngay trong cái livestream này thôi thì em giảm giá kịch sản
sàn cho mọi người luôn. Liệu trình hai lọ của em nhá mọi người, liệu trình hai lọ 329.000 đồng em tặng luôn cho 100 anh chị khách hàng đầu tiên đặt hàng ngay tại livestream này của em với mức giá vô cùng ưu đãi. Và em chỉ đưa cho mọi người với mức giá ngày hôm nay là bao nhiêu, cho lớn cho em luôn, 199.000 đồng nhận về cho em là hai lọ. Chưa hết đâu, em miễn phí ship về đến tận nhà cho mọi người luôn. Ok chưa mọi người ơi, nhanh tay cho em tắt livestream này là không có ưu đãi. Và em chỉ đến cho 100 khách hàng đầu tiên là em đóng cái chương trình này luôn. Anh chị nhanh tay chốt ngay và luôn cho em mọi người nhá. Ai cũng muốn là mình đẹp đẽ, thơm tho và tự tin đúng không ạ? Mình không dùng thì mình không thơm, người ta dùng người ta thơm đúng không ạ? Thì mọi người ơi, có phải là mình thiệt không? Chả nhẽ là mình cứ chịu cái cảnh là mùi hôi khó chịu, cánh tay lúc nào cũng ướt sũng, mất tự tin đúng không ạ? Thoải mái dễ chịu thì tại sao lại không dùng cái sổ này? Việc gì mình cứ phải là chịu đựng như thế đúng không ạ mọi người ơi? Hôm nay thì anh chị lựa chọn cái sản phẩm này là quá đúng rồi mọi người. Em đứng ra đây live stream cho anh chị thì sản phẩm phải thật sự là hiệu quả, phải chất lượng nha mọi người nha. Em mới lấy cái thương hiệu cá nhân của mình ra để đứng đây để giới thiệu đến cho mọi người đúng không ạ? Hôm nay anh chị trao cho em sự tin tưởng, rồi em sẽ trao lại cho mọi người cái giá trị của sản phẩm của em nha mọi người ơi. Đảm bảo là sau từ 1 đến 2 tháng thôi là sẽ có khác biệt hoàn toàn với bây giờ luôn. Anh chị cứ chụp ảnh lại để so sánh cho em là biết ngay mọi người nhá. Nhanh tay để lại comment cho em là gì, tên cộng số điện thoại để em hỗ trợ và lên hàng thành công cho mọi người nhá.